Thưa quý vị, nói đến phi công chiến đấu, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những con người cao lớn, chững chạc để có thể làm chủ nhiều giờ bay trên bầu trời. Nhưng ở trung đoàn 923, nơi có những chiếc máy bay Su-30, một trong những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại trên thế giới hiện nay, có những phi công tuổi đời còn rất trẻ. Với họ, lái máy bay không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm đam mê, khát khao cháy bỏng để trở thành những phi công giỏi. Mạnh mẽ, bản lĩnh, ham học hỏi và không sợ đối đầu với thử thách chính là chân dung về một thế hệ phi công trẻ này. Sinh năm 1988, Thượng úy Trần Thanh Luân là một trong những phi công trẻ nhất trung đoàn 923. Anh được chuyển vào trung đoàn sau những khóa huấn luyện chuyển đổi để làm chủ máy bay Su-30. Trải qua những bài bay từ đơn giản đến phức tạp, nhưng đến bây giờ, người phi công này vẫn chưa quên được niềm hạnh phúc, tự hào khi lật tiếp đất đầu tiên với chiếc Su-30. Bản thân mình lúc ấy là một học sinh cấp 3 thì mình rất ngưỡng mộ. Qua sách báo, các tìm hiểu truyền thống của lực lượng không quân thì mình đã xây dựng cho mình một cái đam mê. Và khi đến với không quân rồi, vì khi được thực hành bay tại trường sĩ quan không quân thì nhờ có những người thầy đã chắp cánh cho cái ước mơ của mình bay cao bay xa hơn. Và hiện tại được trở thành một phi công chiến đấu của quân chủng phòng không quân thì đấy là một cái niềm tự hào và vinh dự đối với bản thân tôi. Với nhiều người, có lẽ ấn tượng khi đến với trung đoàn không quân 923 không phải là những chiếc Su-30 MK2 mà lại là những người đang vận hành loại máy bay bề thế, dũng mãnh này. Trong số các phi công lái chiến đấu cơ Su-30 của trung đoàn 923, phần lớn là những người ở thế hệ trẻ. Sức trẻ, mạnh mẽ, bản lĩnh, ham học hỏi, không sợ đối đầu với thử thách là chân dung thế hệ phi công 8X của trung đoàn không quân 923, những chủ nhân của các loại máy bay hiện đại. Mới đầu bước vào khai thác Su-30 thì mình có nhiều cái bỡ ngỡ, và đặc biệt đây là một loại máy bay có thể nói so với ở Việt Nam là hiện đại nhất, và so với trên thế giới thì nó cũng gọi là tương đối hiện đại. Lúc đầu mới vào khai thác thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ, thì nhưng mà được sự quan tâm của các chú các anh trong ban chỉ huy trung đoàn, trong hai phi đội, thì bây giờ thì khai thác của mình đã có bước đầu đi vào lề lếp và khai thác bắt đầu nó không còn thấy bỡ ngỡ và không còn thấy khó khăn gì nữa. Từ lý thuyết đến thực hành bay huấn luyện, các phi công phải trải qua khoảng thời gian dài tích cực luyện tập, từ bay mô hình chuyển qua bay cạn. Và để điều khiển được Su-30 MK2, những phi công trẻ tại trung đoàn 923 cần phải đạt đủ số giờ bay huấn luyện, rồi mới được nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Nhiều người trong số họ là những chàng trai trẻ, mới chỉ có một vài năm làm quen với chiến đấu cơ tiêm kích thế hệ thứ tư do Ngành chế tạo. Với cái trung đoàn của chúng tôi thì lực lượng phi công trẻ cũng khá đông. Đây là một cái thuận lợi rất lớn cho trung đoàn chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt trong cái nhiệm vụ thời kỳ hiện nay và sắp tới. Trung đoàn thực hiện rất là nhiều nhiệm vụ cho nên là cần các đồng chí phi công có sức khỏe, thể lực và có cái khả năng để sử dụng, nắm bắt và sử dụng tất cả các loại thiết bị, vũ khí, khí tài. Đặc biệt là chúng tôi được tiếp nhận vũ khí khí tài mới để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới, thì là trung đoàn rất là cần những đồng chí phi công trẻ. Ăn uống, ngủ nghỉ đều là nhiệm vụ, bởi với phi công, yếu tố sức khỏe và bản lĩnh xử lý tình huống luôn được đặt lên hàng đầu. Xa nhà hàng tuần, có khi là hàng tháng, nên với những phi công trẻ, những giây phút cho riêng mình cũng trở nên rất hiếm hoi. Hết thời đại viết thư tay, họ làm quen, gửi nỗi nhớ vào từng tin nhắn, khuôn hình. Với Thượng úy phi công Trần Thanh Luân, đó cũng chính là động lực để anh phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.